Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với video bài học quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook của giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Và hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn các anh chị và các bạn một cái bài học thực tế ấy, là đây là một cái chiến dịch quảng cáo mà tôi đang chạy cho khách hàng. Và tôi sẽ giúp các anh chị và các bạn phân tích cái chiến dịch này, tại sao nó thành công và nó thành công như thế nào, nó tại sao nó không thành công và nó thất bại ở chỗ nào, để chúng ta học hỏi các chỉ số đo lường. Thì trong các cái video bài học khác thì tôi cũng đã chia sẻ, đây là tôi sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể luôn. Đầu tiên thì các anh chị và các bạn sẽ vào ứng dụng Page Manager của mình hoặc là Facebook Ads Manager, cái biểu tượng màu xanh có lá cờ màu cam hoặc là cái màu tròn màu xanh đều được. Trong trường hợp này thì tôi sẽ vào thẳng cái ứng dụng là Page Manager có màu cam như thế này. Thì tôi chọn đến một cái bài viết quảng cáo đang chạy cho khách hàng của tôi. Đấy là một dự án bất động sản Úc cho người Việt. Vâng. Và nhân tiện đây thì tôi cũng đang chạy quảng cáo rất nhiều tiền, thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn cách làm. Đầu tiên, để chạy được quảng cáo thì chúng ta phải lập fanpage, thì chúng ta biết rồi. Đấy, ví dụ như chúng ta nghĩ ra một cái tên là bất động sản Úc cho người Việt, hay là bất động sản đầu tư ra nước ngoài, hay bất động sản thông minh, hay bất động sản 4.0, cái gì cũng được. Thì trong trường hợp này thì chúng tôi quyết định lựa chọn cái tên là bất động sản Úc cho người Việt. Chúng ta tạo ra nó, đúng không ạ? Chúng ta tạo ra nó xong thì chúng ta sẽ cho nó một cái ảnh bìa, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cho nó một cái ảnh avatar như thế này. Thì cái ảnh này thì chúng ta có thể lấy của các cái nhà cung cấp thông tin cho chúng ta, bởi vì chúng ta là dân môi giới bất động sản thì chúng ta có thể là sẽ có được những cái hình ảnh như thế này. Phía đối tác họ cung cấp cho tôi một cái video. Sau đó thì tôi sẽ bắn tách cho cái video này để gắn logo và gắn số điện thoại của cái người bán hàng lên. Đấy, để làm gì? Để tăng cái độ tin cậy. Tại sao tôi lại chọn video? Bởi vì khi nói về bất động sản thì nên sử dụng video, vì để nó tăng được cái độ tin cậy. Đấy là lý do tại sao mà tôi thích sử dụng media trong trường hợp này là video thay vì hình ảnh. Hình ảnh cũng được, cũng rất là ok, nhưng thực sự là nó không mang độ tin cậy cao bằng video. Và video này rất là chuyên nghiệp. Các bạn có thể xem, các bạn có thể xem cái video như này. Nó rất là chuyên nghiệp. Ở thành phố đáng sống nhất thế giới xuất hiện tòa siêu căn hộ cao nhất. Vâng. Sau đó thì chúng tôi bắn text vào đây, số điện thoại của đối tác. Đấy. Thì với một cái video như thế này nó có cái độ tin cậy rất là cao, kết hợp với chúng tôi sẽ viết một cái đoạn text. Đây là cái đoạn văn bản này. Thì trong một cái mẫu quảng cáo nó gồm có một cái phần văn bản và một cái phần video hoặc phần hình ảnh, nó sẽ gia tăng cái độ tin cậy cho khách hàng. Đấy, thế thì ví dụ như thế này, đây là một cái bài viết khá là dài, tư vấn về cái việc là mua nhà để định cư, mua nhà để đầu tư ở bên Úc. Đấy, khá là dài, nhưng mà với bài viết này thì lại rất là hiệu quả, bởi vì nó có cái hàm lượng chất xám và cái tri thức rất là tốt. Và khi mà người ta đọc thì người ta, những cái người đầu tư bất động sản thì người ta sẽ quan tâm đến những cái thông tin ở trong này. Đó, đấy là lý do tại sao mà các cái bài viết ngắn tôi đã thử thì không hiệu quả bằng bài viết dài. Đấy, toàn bộ những cái thông tin này thì là tôi sẽ viết và tôi đăng cho khách hàng. Sau đó thì tôi chạy quảng cáo. Thì các anh chị và các bạn đang nhìn thấy ở đây, những cái thông số này là thông số thật, đúng không ạ? Chúng ta xem một cái chiến dịch. Cái ngân sách thì bây giờ chúng tôi chạy cũng ngân sách rất là lớn, thì tôi cũng xin phép không tiết lộ. Mỗi một ngày cũng đang chạy một cái ngân sách rất lớn, vài triệu đồng. Đấy, đã tiếp cận được khoảng hơn 100.000 lượt, có cái màu cam ở đây. Đấy, trong đó có hơn 100.000 là trả phí và 3.800 là organic, tức là tự nhiên. Và chúng ta thu được 3.554 post click, tức là người ta bấm vào xem quảng cáo. Đấy, và cái cảm xúc thu được là 400, nhưng mà chúng ta thu được 160 bình luận. Và cái tỷ lệ tôi gọi là tỷ lệ bình luận trên cảm xúc, bình luận trên cảm xúc là 16/40. Đấy, cũng rất là cao, sấp xỉ 1/2. Nếu đây là 200 và đây là 400 thì chúng ta sẽ thấy tỷ lệ là 1/2. Và tỷ lệ này là rất tốt cho một bài quảng cáo. Đấy, thế thực tế thì nó không được 1/2, đúng không? Nó sẽ được khoảng độ 40%. Nhưng mà bài này là một bài quảng cáo rất là tốt. Thì chúng ta sẽ bấm chi tiết vào đây.
để chúng ta xem, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Đấy, tổng số chúng ta thu được là như thế này: 103.000 trả phí, 3.800 là tự nhiên họ tương tác được, họ like, họ share chẳng hạn. À, các bạn nhìn thấy quảng cáo của chúng tôi là có 98 lượt share, rất là tốt, đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Thu được 160 bình luận và 98 chia sẻ, hơn 400 reaction, tức là cái phần phản hồi lại đấy, và thu được 1.337 click vào đường link, xem hình ảnh hoặc là xem video, có 48.800 lượt xem video, và trong trường hợp này là 3 giây, đúng không ạ? Vâng, thế có rất nhiều người, người ta xem hết thì người ta sẽ đi vào đấy, người ta sẽ đi vào người ta xem. Và với một cái số tiền đầu tư cho một cái video này lên tới khoảng tầm chạy quảng cáo khoảng 30 triệu thì thu được rất là nhiều bình luận như thế này, đúng không ạ? Tất nhiên có cả bình luận của chúng tôi trả lời. Đó, các bạn nhìn thấy một cái dự án bất động sản mà có giá dự kiến là 10,5 tỷ tiền Việt, tương đương với hơn 600.000 đô la Úc, thì cái tỷ lệ mà khách hàng quan tâm như vậy rất là cao. Đấy, các bạn có thể xem phần tin nhắn. Và tôi sẽ lướt thật nhanh vì tôi không muốn cho các bạn xem kỹ những cái tên. Đấy, thu được rất nhiều các tin nhắn. Như vậy chứng tỏ là chúng tôi chạy quảng cáo rất là hiệu quả đối với dự án này. Ok, thì tôi sẽ lướt nhanh bởi vì tôi không muốn cho các bạn nhìn thấy những cái tên khách hàng, bởi vì cái việc đó là việc mà tôi phải bảo mật, đúng không? Nhưng mà tôi muốn cho các bạn thấy rằng là cái chiến dịch này chạy rất là hiệu quả và các thông số là như vậy. Thế thì bây giờ quay lại việc phân tích hiệu quả, nó phụ thuộc vào cái gì? Thứ nhất là cái dự án nó cũng rất là độc đáo. Đấy là một dự án bất động sản ở bên Úc và người Việt có thể mua để mà định cư, để cho con đi du học. Thứ hai là nội dung quảng cáo là rất tốt, bao gồm phần nội dung về phần bài viết, nội dung này rất tốt. Và thứ ba nữa là về phần video cũng rất là chất lượng. Đấy, họ quay rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Trông nó đã rất là đẳng cấp rồi. Và thứ tư là chúng ta chạy quảng cáo ngân sách lớn, với mỗi một cái ngân sách mỗi ngày đang chi khoảng 5 triệu cho một ngày, và chạy cũng khá là tốt. Thế còn cái chuyển đổi thành khách hàng thì cái điều đấy tôi không dám chắc chắn, bởi vì là nhiệm vụ của quảng cáo là gì? Là tiếp cận khách hàng, cho khách hàng biết và lấy được dữ liệu thông tin của khách hàng, là các bình luận, là các comment và các số điện thoại. Thì hiện nay chúng tôi đang thu được rất nhiều các số điện thoại, đúng không ạ? Và cái chuyện đó có thể chuyển đổi hay không và chuyển đổi ở mức độ nào thì cái điều đó là còn phụ thuộc vào khách hàng và cái đội sale nữa. Nhưng mà tín hiệu đang rất là tốt, bởi vì là thu được hàng trăm số điện thoại của các khách hàng VIP. Đó, tương tự như vậy, ở phía dưới này đây chúng tôi cũng chạy một cái bài post về hình ảnh, thì tiếp cận là 39.000 đấy, trong đó thì có 38.000 paid reach và 2.000 organic, và thu được hơn 1.900 post click, nhưng mà thu được comment ít hơn rất nhiều. Thế suy ra là rõ ràng trong trường hợp này bài về hình ảnh và text, tất nhiên text này text khác, đúng không ạ? Thì nội dung này không tốt bằng cái nội dung trước đó. Thế là qua cái quá trình mà mình chạy, mình mới phát hiện ra được rằng là cái gì thì tốt cho quảng cáo. Thì trong trường hợp này là bài này là cứ thế là chạy ngân sách lớn là thắng. Ok, và nhắm chọn bài này thì tôi nhắm chọn cho tập khách hàng là từ 40 tuổi trở lên đó, và quan tâm đến chuyện du học của con cái, thường xuyên đi du lịch quốc tế, là chủ các doanh nghiệp và sử dụng các cái thiết bị di động đời cao ở tuổi 40 trở lên. Và tôi nhắm chọn vào thị trường là Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là ba cái tỉnh mà tôi chạy, và chạy toàn bộ nam nữ. Đặc biệt là tôi nhấn mạnh vào những người là thường xuyên đi du lịch quốc tế, thường xuyên đi du lịch ở Việt Nam và là chủ các doanh nghiệp hoặc là các vị trí cao, thì cái mức độ quan tâm và cái mức độ chính xác khá là tốt. Thì cái phần này tôi tiết lộ thêm một chút cho các bạn. Ok, thì tương tự như vậy các bạn chuyển sang cái ứng dụng này các bạn xem thì nó cũng sẽ thống kê cho các bạn tương tự thế thôi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy các cái thông số chạy cũng tương tự như vậy,
các chiến dịch đây. Tôi chạy một số các chiến dịch, nó hiển thị ở đây. Có bài thì 2 triệu, có bài thì 5 triệu, có bài thì đây đang chạy 2 chiến dịch. Các bạn có thể nhìn thấy xem. Đó. À, có giá thầu đúng không ạ? Cái này thì kỹ hơn. Cái kia nó không kỹ bằng, cái này kỹ hơn đúng không ạ? Chúng ta thấy là có khoảng 300 đồng cho một lượt xem video. Đấy, tỷ lệ tiếp cận, giới tính, bao nhiêu lượt, nam bao nhiêu lượt, đúng không ạ? Thì đây là những cái thông số mà mình cần phải xem. Tuổi, đấy. Như tôi nói là tôi chạy tuổi cao thì các anh chị nhìn thấy là toàn 35 đến 44, 45 đến 54. Đó, cái tuổi tôi chạy rất là cao. Placement tức là vị trí hiển thị thì tôi chủ yếu là chạy trên điện thoại, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là cái lượng xem trên điện thoại rất nhiều. Đấy. Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, đây là ba tỉnh mà tôi chạy quảng cáo, và trong đó Hà Nội và Hồ Chí Minh là tương đương nhau, Hải Phòng ít hơn do user thôi, do số lượng user. Đấy. Thì đây là cái thống kê về chiến dịch, thì các bạn có thể xem và các bạn có thể đặt ra câu hỏi nếu các bạn muốn. Ok, thì tôi chia sẻ thêm với các bạn một chút về cái chiến dịch quảng cáo mà tôi đặt, và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi là giảng viên Nguyễn Phan Anh ở địa chỉ email phananhonline@gmail.com, Facebook là facebook.com/phananhonline, hoặc là đi tìm cái từ khóa Phan Anh Online viết liền. Đấy, các bạn đi tìm cái từ khóa Phan Anh Online viết liền như thế này. Đấy là các bạn sẽ ra tôi. Đó. Đấy, cái Facebook này là của tôi, Facebook này cũng là của tôi nhưng mà do cho nhân viên dùng. Thì các bạn tìm cái Facebook này, có cái avatar làm đang giơ tay ở tượng Đức Thần Tự Do ấy, đấy là Facebook của tôi nha. Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.